sanh trong nhà lửa, đang say giấc mộng trường. Mà nếu không người gọi thức, tất bị cháy tan xương. Chuông thiền nên dòng gấp, nước tình phải rưới bương. Độ dân rời quả trạch, cùng Phật đau Tây Phương. Tự sanh không ràng buộc, phiền não hết vấn vương. Vượt ngoài dòng nhân ngã, khỏi hẳn cảnh ghét thương. Phàm tình không phá phách, sự thế hết nhiều nhương. Luôn vui không thấy khổ, thật tự tại miên trường. Chúng sanh trong hạ giới, mau cải ác tùng lương. Giấc mây trần hải tình, cửa Phật Pháp mau nương. Cõi đời là đau khổ, kiếp sống vũng vô thường. Ráng tu cho giải thoát, ấy là kế thượng phương. Nghe kể qua không ngớt suy lường, làm sao gọi kẻ còn mê giấc. Chạy ra khỏi nhà đương cháy hực, giải quyết cho xong cuộc hồng trần. Nhược bằng không tình kiếp mỏng tràn, đời khó tránh tiêu tan cho mạt. Lâm tử trần phải tìm lối thoát, rớt sông mê bờ giác khá tầm. Người đời nên sớm biết hồi tâm, chẳng đứng kiếp thăng trầm thế sự. Tin lời Phật chớ nên lưỡng lự, phải nhất tâm bỏ giữ làm lành. Tất nhiên là nghiệp khổ chúng sanh, chẳng có cớ lôi mình vào đó. Việc ấy rất nhiều người biết rõ, nhưng lòng không chịu bỏ cho xong. Cứ để cho mờ mịt cõi lòng, năm tháng cứ tùy tầm thị dục. Rốt cuộc chỉ để dòi tựa nút, riêng mình thì tiếp tục chịu đài. Rừng mê càng xanh mọc thêm dài, biển khổ cứ đào xoáy sâu thầm. Dông sanh tử nhiều đời gieo rẫm, khó nhổ cho hết đặng nhất thời. Nhờ từ bi chỉ dạy cho đời, những đạo pháp hợp thời hiện tại. Đây vừa phát tâm cầu thế ấy, liền nghe bài kể dạy như sau. Tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật. Khi niệm mây phát lên, vang rền trong trời đất. Rừng mê cháy sạch không, biển khô lấp bằng mặt. Chỉ trong cây quát nhiên, thấy rõ tam thế Phật. Nghe kể quá như là mở gút, giúp cho người thiếu đức
dễ tu, bất luận là kẻ trí người ngu đều có thể trì câu lục từ. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi, lợi danh đời lòng chẳng thiết chi. Đường giải thoát cố đi cho tốt, trong nhà lửa mà không bị đốt, mi ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có vinh quê chẳng nhiễm vinh quê, được phú quý không mê phú quý, càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân, giàu sang không phủ bạc cơ bằng, thì thông minh chẳng nhạo khinh ngu dài. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghi giả phải khoan dung, không thừa cớ chấp dứt hành hung. Chẳng cậy thế thổi lông tìm vết, muốn làm sống không đành làm chết, nay thương người không nỡ ghét hại người. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lôi thôi gây gồ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hổ, ở thẳng ngay sống có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thấy đôi biết chia cơm xẻ áo. Ở chồng xóm lấy câu hòa hảo, trong gia đình gìn đạo hiếu thân. Ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, thì ngục môn bế ngõ từ lâu, được lạc an khắp cả hoàn cầu. Đâu đến nỗi khổ sầu tấp nập, nghe lời Phật lòng lành ráng tập, chí công lo niệm Phật tu hành. Lúc sống không đại đọa thân sanh, khi thác được gửi mình cõi Phật, ý nghĩ đến đây vừa mới dứt, kể nghe bài kể khác ngâm lên. Đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục từ, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự, cực lạc muôn vàng sanh, cứ y hành như thử. Mật y bảo rằng dù đa sự, cũng thầm ghi sao chữ Di Đà. Niệm Phật tâm chẳng phúc nào xa, tất không chỗ để tà ý khởi. Chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên. Chốn liên trì sen bao nở lên, khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm. Người đời khá để lòng suy gẫm, tìm lối ra khỏi cánh hồng trần.
chớ chuốc thêm tội lỗi vào thân, nên cương quyết dứt lần nghiệp chướng. Ở rộng rãi chứ nên hẹp lường, lo giúp người đừng tưởng riêng mình, đổi với ai cũng ở thật tình. Chớ đừng có lòng sanh giả dối, ráng ngừa tránh đừng cho phạm lỗi, lỡ phạm rồi tự hối chừa ngay. Được thế là cũng quy lắm thay, người đời có mấy ai toàn thiện. Bậc tiên thanh trước khi chưa hiền, cũng lỗi lầm nhiều chuyện như ai. Nhưng nhờ lòng cương quyết dẻo dai, nên các việc lầm sai chừa hết. Từ những chỗ tâm trần mê mết, đổi ra lòng cầu Phật giáng sanh. Tuy khó khăn cố gắng sẽ thành, vạn sự nơi mình trì chi. Trong trí não đây còn đang nghĩ, được nghe thêm kể chỉ cho rằng. Ở chỗ vắng không người, cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A-di, chấm nôm Bồ-đề coi. Nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rồi, khéo điều khiển lắm mình, đường Tây Phương một lối. Nghe kể xong nghĩa màu đã hồi, tự mình chừa chứ đợi Phật răng. Chưa trọn lành còn phải ngựa ngăn, được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Bụi sơ cơ biết ra công chừa, thành quả rồi là thở nhàn cư. Khó khăn là từ bước hỏng hư, mà biết sửa ra người đừng đắng. Việc khó tạo quyết làm sẽ đặng, đạo khó tu cố gắng thì thành. Người chịu hành hay chẳng chịu hành, là tất cả mối manh quan trọng. Biết trừ lúc tâm vừa mới vọng, thì tội đâu còn lòng ra ngoài. Giao lục mà được bén nhờ mày, phàm nên thánh nhờ hay tu luyện. Muôn cho Phật Di Đà lai viễn, ở trong lòng đừng vang tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến. Mong về Phật cõi phàm chớ mến, muôn nên tiên tách bến hồng trần. Phải quyết tâm chớ có ngại ngần, Quan Âm cứ xây dần chẳng đợi. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, khá chọn đường đi tới Tây Phương. Để phủi rồi hết cảnh oan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu nghiệp ác người còn lo trừ, tất là không khỏi sự báo oan. Dài thế gian phải trả thế gian,
Đi đường Phật thì sang cõi Phật, thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành ráng trưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn màng. Kiếp người thấy tở dừng mây ráng, ngọn gió qua đủ tan số canh. Ham làm chi những việc hung hăng, để chịu lầm tai nạn kiếp sống. Không học Phật cũng dình đạo không, chẳng tu tiên cũng sống nên người. Lấy lương tâm ra đối xử đời, cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật sâu thoái hư nên dẹp, ráng trao tria tân nết hiện lành. Chớ quá vì mến việc lợi danh, đức liêm sĩ của mình chôn lấp. Bề nhân cách cũng cần tu tập, việc lễ nghi phải học đàng hoàng. Tuy quen thân cũng chớ số sàng, dù cất ruột cũng đừng bướng bà. Cách ăn nói chọn lời tao nhã, khi ngồi nằm lửa chỗ khiêm cung. Kẻ nhận lầm thì khá thứ dung, người nói đúng nên công nhận phải. Khôn ngoan chứ khinh người ngu dại, giàu có đừng bát đái nghèo hèn. Bất luận người ấy lạ hay quen, khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ. Trước việc nghĩa lòng không hề sợ, ấy những điều cần có nơi người. Ở thời kỳ thế kỷ 20, các việc thiện con người khó tập, nhưng cùng ráng ra công bồi đắp, để cho ra phẩm cách đi con người. Đời văn minh sông chẳng tốt tươi, thì giá trị con người đâu xứng. Xét suy kỹ rồi trao trịa phần, để bớt đi nhớ bận cuộc đời. Trong lòng đây còn nghĩ chưa thôi, liền nghe được những lời kể khác. Bụi trần tuy bao phủ, son sắc vẫn một lòng, mà mây qua trắng lại tỏ, sóng lặng biển quần trong. A-di không ngớt tường, Đà Phật vẫn hằng mong. Nguyện sanh về cực lạc, chẳng thích ở trần hồng. Được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Nghe kể này chứng tỏ cõi lầm, dù lăn lóc cũng không thể mất. Dứt mê được tức hoàn tâm Phật, rửa bụi sông vẽ ngọc sáng ra. Phải tự tin nơi bổn tâm ta, ráng tìm kiếm cho ra manh mối. Người khó được có lòng tự hồi, biết hối thì tội lỗi đều tiêu. Đọa quyết tu thì cũng được siêu,
sớm phàm tục kế chiều tiên thanh. Mai Phật tùy lòng ba tánh, người cũng nên lửa canh mà đi. Được trở nên Phật chẳng khó gì, khó là bởi không ý lời Phật. Lòng này nghĩ đến đây vừa dứt, tiếng kệ màu tiếp tục vang lên. Niệm A-di-đà Phật nối liền không hở dứt, lục tặc hết đường sanh, tam bành không chỗ xuất, tan dần nẻo ngục môn, hiển rõ đường lạc quốc. Sức màu nhiệm vui cùng, mà khi được chân công đức, tuy rằng tiếng kể màu đã dứt, lòng chưa ngưng một phút nghỉ ngơi. Những điều chi Phật đã thốt lời, cố suy nghiệm để khơi nguồn đau. Xét rằng kiếp phàm là khổ não, vạn vật là mộng áo đồng trường. Việc tự sanh không trốn khỏi đường, thật là chẳng khác tuồng con mua. Nếu không sớm tìm đường sáng sủa, còn muôn đời sống chỗ minh, bị lợi danh làm mất tâm linh. Vì vật chất quên tình cảm tốt, thấy tệ bạc khiến lòng như đốt. Nghe gian ngoan bắt sốt ruột ra, giờ phút nào cũng rất thiết tha. Lòng dạ của người ta tự mần, bỏ đi tánh hẹp hòi nhớ bần. Rèn tập lòng rộng lớn sạch trong, cứu đồng bào bớt cảnh lòng đông. Giúp nhân loại khỏi vòng tai biên, vì chánh nghĩa riêng thân vui hiển. Lo đảo màu mặt tiếng khen chê, quyết làm cho đời tỉnh giấc mê. Phận mình có quản chi biết khổ, nói chí Phật trọn đời cứu độ. Học từ bi rộng mở lòng thương, kêu gọi người cái ác tùng lương. Lo giải thoát là phương cứu cánh, luôn niệm Phật thường trao đức hành. Chừa ác ngôn với tránh tà tâm, lo ăn năn khi đã lạc lầm. Mà biết nhận lẽ khuyên răng chánh đàng, việc hào hiệp khó làm cũng ràng. Ở thằng ngay khó đặng cũng lo, đường đời tuy có lắm quanh co. Ráng chịu uống để lo đạo đức, thấy kẻ yêu liền ra giúp sức. Việc lợi dân chẳng chút ngại ngần, thực hành câu vị nghĩa vong thân. Đem khêu tỏ tinh thần bác ai, kiếp này chẳng cứu sống nhân loại, thì kiếp sau cũng nối đổ đời. Chữ từ bi nhất định không rời, câu hỷ xả muôn đời chẳng bỏ. Đạo Phật quyết tình khai rộng ngò,
pháp tu nguyện dạch rõ nhiều phương, cho nhân sanh cực lạc biết đường, ngày sớm giải kiếp trần dương tạm già. Còn đang nghĩ ngợi nhiều trong già, kể nghe bài kể tỏ thêm rằng, lòng vui chẳng chỗ lường, tình thương không vật sanh, thật là tâm từ bi, thật là ý Phật thanh. Hỡi kẻ ở hồng trần, hỡi người ta bà cành, muốn cùng Phật sanh cư, phải vui thương ba tánh. Nghiệp chướng chứ đều mang, nợ thế gian trả rành. Nhất tâm niệm Di Đà, trì chí lo đạo hành. Trong không rối loạn tâm, ngoài chẳng biểu diếu cành. Rộng tở khoảng hư không, sáng như mặt nhật anh. Đạt đến chỗ này rồi, không còn lời so sánh. Tiếng kể ấy ngân như chuông đánh, vẫn còn nghe vang vẳng bên tai. Người nào dù có lâm ngủ say, nghe đến cũng mở ngay đôi mắt, biết rõ giấc mộng trần mê hoặc. Bừng tỉnh ngay không chút giận già, rất ước mong khắp hết người ta. Đồng tưởng Phật Di Đà thường niệm, học đạo lý trau dồi hạnh kiểm, xem giảng kinh kiểm điểm tánh tình. Ngọn tâm đăng quyết đốt cho minh, để thấy rõ đường sanh cực lạc. Mình biết chỗ mới dìu kẻ khác, không rõ đường khó dắt người đi. Việc thương người phải đúng từ bi, thương sai chỗ nhiều khi gây hòa. Nên xét kỳ để hành đạo cả, hầu giúp cho Phật quả viên dung. Ngọn lửa trần mỗi bữa cứ nung, mong ba tánh để lòng phán tình. Gặp chánh đạo rang tu chân chính, nghe pháp màu khá dịnh đi theo. Khi thuyền kề bị ngạn quăng neo, đến chừng ấy lấy lèo khỏi bần. Một bài kệ khác liền chỉ dần, thật là chân pháp màu thì bất di bất dịch. Vạn vật có đổi thay, pháp màu không xê xích. Chúng sanh có mất còn, pháp màu không sống chết. Gọi là chân pháp màu, trước sau không dấu vết. Hỡi kẻ muốn tu hành, pháp màu là trước hết. Nên tìm kiếm trong tâm, tất pháp màu thấu triệt. Nghe lời kể rất nên siêu việt, mong rằng ai cũng biết tận tường. Lo hồi quang để thấy tâm vương, ráng phản chiếu cho tường pháp bầu. Viết đạo qua muôn cho thành tựu,
Người tu nên chung thị một lòng, muốn nghĩ thêm chưa kịp nghĩ xong, một bài kệ khác ung dung tiếp. Cõi ta bà đau thương, chúng sanh luân chuyển luôn, Phật tâm càng thương xót, từ quan chẳng ngất tuôn, tiếc thay đời mê ngủ, không thấy anh thái dương. Mau tỉnh cơn ác mầm, tỉnh xong kiếp quay cuồng. Nghe kể quá suy nghĩ thêm buồn, mình cũng một người trong bể khổ. Từ xưa cũng vì chưa tỉnh ngộ, mới nhập công thầy tổ nhiều phen. Kiếp chúng sanh thật quá đối hèn, không tự giác chờ khuyên mới tình. Thích ca chẳng đợi ai mời thình, thấy khổ đời tự tình xuất gia. Mối đạo màu nhất quyết tìm ra, để cứu vớt người ta sống khổ. Tự lòng xót thương đời muốn đầu, nên sẵn sàng chịu khổ tu hành. Lòng từ bi ấy vốn chân thành, nên Đức Phật bình sanh đắc đạo. Biết tự giác không chờ ai bào, đang kính thay Phật tổ ngàn xưa. Mình làm sao đền đáp cho vừa, ân của Phật tìm ra chánh đạo. Mong ai cũng tôn sùng tam bảo, lo tu hành đúng đạo Thích Ca. Giải quyết xong cảnh khổ ta bà, Phật khỏi nhọc công ra giải dỗ. Đó là việc đáp ơn Phật tổ, cũng là điều giải khổ cho mình. Tất nhiên cùng Phật được đồng sinh, hết còn chịu linh đinh biển ấy. Cây nghe tiếp thêm bài kể dài. Người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tay không. Thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong. Hồng trần là tám già, nên tình ngộ nơi lòng. Lo tu hành niệm Phật, cho khỏi nghiệp cầm gông. Trọn vui câu giải thoát, các nỗi khổ đều không. Cảnh ấy người muốn đến, nghiệp oan chớ đèo bồng. Hành y lời Phật thuyết, sẽ toại ý người mong. Ý kệ như trách kẻ trần hồng, mà biết vật tạm mà lòng cứ mênh. Rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, người đời không mãn nguyện bao giờ. Trong cái vui có cái khổ chờ, đang ngày sống sẵn hờ ngày chết. Cái chỉ đến cuối cùng cũng hết, không vật nào người được giữ còn. Ví dụ là sông biển núi non, cũng vẫn bị tan mòn khô cạn. Sanh thì phải tử là đỉnh màng,
Vật hữu hình có hạn số căn, nếu không tìm đường lối siêu thăng thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, khi chết rồi ra thứ bùng lầy. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, ai cũng thế nào ai khỏi được. Nên cởi mở nghiệp trần thúc phược, để tự sanh hết buộc trói mình. Sự giả chân phải xét cho mình, lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại. Ý lời Phật tổ xưa chỉ dạy, giải thoát đi muôn khổ hại ta bạn. Cầu vãng sanh cảnh giới liên quan, lục đạo khỏi vào ra thọ nạn. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, cứu mình còn cứu đẳng tổ tiên, cũng như là các bậc tiên hiền. Không thèn kẻ sanh trên mặt đất, nếu người chỉ sống theo vật chất, nghĩ thân mất rồi các vật quá không. Như giả tràn xe các biển đông, muốn việc đổ theo dòng nước cuốn, lo giải thoát cho đời khỏi uổng. Nên làm lành để chẳng phí công, hãy mở tâm bác ấy đại đồng, mày cứu giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chớ nên gây gỗ, tha thứ nhau đừng bó buộc nhau. Người dù là không phải đồng bào, vì cũng đồng loại nỡ nào nhiễu hại. Nên giúp đỡ đi cùng tồn tại, chớ đem lòng phá hoại lẫn nhau. Tinh thần nhân loại khá nêu cao, lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ dẹp lòng tham vọng, mở lương tâm mở rộng tình yêu. Người với người tương trợ mọi điều, lấy thành thật ra nêu trước hết. Sự vui khổ hoặc bề sống chết, lo đỡ nâng cứu vớt lẫn nhau. Đạo làm người cùng biết đổi trao, mọi cảnh khổ hoàn cầu được bớt. Việc cơm áo khả nên chia sớt, cảnh hòa bình cần hợp nhau xây. Mối tình thân thiện giữa nhân loại, nên tìm cách tạo gây chặt chẽ. Giúp nhau các lo âu được nhẹ, được an cư trên lẽ sống còn. Suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son, kế bài kể khác liền đưa tới. Chúng sanh cõi trần lao, thiếu lòng cứu trợ nhau. Sanh ra nhiều tai họa, khiến lắm việc buồn đau. Khổ vô tình thì ít, khổ cô y biết bao. Bởi ngã nhân làm khổ, vì ích kỷ gây sầu. Ngàn xưa đã như thế, ngày nay có khác đâu. Dục vọng sanh giết hại, tham lam đổ máu đào.
oán thù vì lợi lớn, vẫn ghét bởi quyền cao. Tiền tài quên cốt nhục, danh vị hại đồng bào. Nguyên nhân các sự khổ người đã hiểu ra sao, nhưng mà không chịu tránh, trái lại cứ mang vào, khiến cho thêm khổ nạn. Đời này đến đời sau, chúng sanh trên thế giới cần phải biết thương nhau, tiêu diệt cảnh nghèo khó, tẩy trừ nạn đói đau, cùng chung lo bảo vệ, không phân biệt sắc màu. Đối đãi nhau thành thật, cùng tôn trọng lẫn nhau, hòa bình chung sức lập, đạo đức cố dồi trao. Sống không làm nhau khổ, chết cùng được tiêu dao. Loài người trên thế giới, việc ấy khá ghi vào, giúp người vui thì tốt, làm người khổ nỡ nào. Việc lành nên tạo gấp, điều dữ khá chừa mau, đồng tâm hành thiện sự, đâu còn cảnh binh đau. Khổ ta bà tất hết, vui cực lạc thay vào. Đời văn minh tiến bộ, ha không nghĩ đến sao, cái vui và cái khổ, người nên lựa cái nào. Vui thật hay vui giả, khổ tạm hay khổ lâu, cần để tâm chọn lựa, xây hạnh phúc hoàn cầu. Vui cá nhân ngắn ngủi, vui đại chúng dài lâu, vui riêng khó tránh khổ, vui chung tất chẳng sầu. Thích ca hồi thuở trước, tại sao bỏ đài lầu, thấy vui riêng là khổ, vui riêng cũng không lâu. Nên tìm vui đại chúng, thật là vui nhiệm màu, thường tình cho là dài, nhưng nào có dài đâu. Thật là chân tri thức, thật là kẻ hiểu sâu, lợi danh không thể gạt, tài sắc khó như câu. Đời tư đành chiếu bỏ, để đổi vui nhiệm màu, vui mười phương thế giới, vui vạn vật năm châu. Mẹ cha được vui cả, vợ con cũng hết sầu, đó là vui chân thật, cũng là vui dài lâu. Hơn mấy ngàn năm lẻ, còn gương sáng mất đâu, cái vui ấy bất diệt, chúng sanh khá lo cầu. Đời nay là mạt pháp, vui chung rất cần âu, nếu cá nhân còn nặng, thế giới vẫn còn sầu. Tiêu diệt hay tồn tại, do người chẳng do đâu. Cùng lành cùng sống cả, cùng giữ cùng chết mau, không cần hỏi tiên Phật, tự xét biết thế nào. Nghe
kể này người nghĩ ra sao? Riêng đây cảm thấy nhiều kích thích, các đau khổ thêm rành tông tích, con đường lành được biết sâu xa. Ngại ngần chi mà chẳng tiến ra, tạo thế giới hòa bình khoái lạc, giúp nhau sống đừng làm nhau thác. Ấy là điều khao khát nhất trần, nên thương người như thể thương thân, đời cần có tinh thần tương trợ. Làm người kính chứ làm người sợ, nên giúp nhau đừng có hại nhau. Nếu người đời học thức càng cao, càng biết trọng hậu nhau mạng sống, trước đau khổ lấy làm cảm động. Đó mới là thật bổn tâm người, nên làm cho ai cũng vui cười, chớ nên để cho người than khóc. Lấy đạo đức ra làm căn gốc, đem khoan nhân đôi đáp lẫn nhau, biết tiếc người từng giọt máu đau, biết trọng sức cần lao kẻ khác. Tranh tất cả những lời chua chát, các hành vi bạo ác tránh luôn. Tránh mọi điều tham vọng điên cuồng, tránh các việc chủ trương phi nghĩa. Những hành động khiến đời may mỉa, lo tránh xa không để mang vào. Biết ngày nay biết nhớ ngày sau, tội với phước thế nào xét kỳ. Tranh cử động theo lòng hồ mì, tránh hành vi theo ý nhất thời, tránh hại mình tránh hại người đời. Sự chi cũng xét nơi nhân hòa. Luôn tiêu biểu tinh thần cao cả, tỏ rõ người văn hóa thượng lưu. Vui lấy ân ra trả oán cừu, vui chịu khổ để mưu đại nghĩa. Lòng nhân ai thường lo trao trĩa, việc thiện lương chẳng để lãng quên. Các việc vừa lượt kể nơi trên, đời văn vật càng nên sớm khô. Còn đang nghĩ thêm điều này nọ, kể được nghe bài kể khác thêm. Tuy thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài, nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay. Loài người cứ phải chết, cái chết không đổi thay. Thế là phát minh ấy chưa khỏi kiếp trần ai, dùng nó giúp nhân loại sống chớ có mê sai. Mê sai sanh tử mạng, tử mạng gây nạn tai. Tai nạn bằng khoa học, thần thánh cũng châu mài. Tình thương nhau nêu mất, tiêu diệt chỉ phút giây. Ráng hòa bình thế giới, khá bảo vệ nhân loại. Sự đại đồng bác ai, mau thực hiện đời nay. Là người thì giúp đỡ, chớ phân biệt đông tây. Sanh mạng cần tôn trọng, dù rằng khác giống loài.
Kẻ khoe giúp người yêu, kẻ dở học người hay. Mạnh đừng sanh lân hiếp, quyền chớ có ra hoài. Dở không làm mắt giỏi, hay chẳng có khoe tài. Giàu đỡ nâng nghèo khó, khôn chỉ bao ngu ngây. Người sanh trên mặt đất đồng giá trị như ai. Kính trọng đừng khinh bỉ, dùng thư chớ gắt gai. Ấy những điều đang có ngay trên thế gian này. Giết hại không ai muốn, thù oán chẳng ai gây. Người nào cũng chân thật, không ai gạt lường ai. Thương nhau như huynh đệ, trọng nhau tợ chân tay. Tinh thần và vật chất đều nâng đỡ cả hai. Hòa bình khắp quả đất, an lạc cả nhân loài. Người sợ người không có, ai cũng chẳng nghi ai. Của rơi không sợ mất, nhà ngủ khỏi then gài. Người đều cao giáo dục, đều trọng nghĩa khinh tài. Bề đức hạnh lo sửa, việc tri thức lo khai. Thôn quê như thành thị, đều vui vẻ đêm ngày. Không còn người bị hiếp, cũng hết kẻ bị đày. Quan ngô không còn nữa, dân bảo cũng chẳng ai. Người tự do như một, được bình đẳng nhân loại. Nếu thật là tiến bộ, nếu thật có chân tài. Làm vui cho mọi kẻ, không gây khổ cho ai. Mọi người nên phản tình, ở nhân vật đời nay. Tiếng kể tuy đã dứt bên tay, nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ. Cảm ơn đấng siêu hình dẫn chỉ, các điều này nguyện sẽ truyền ra. Để cho người đời đau gần xa, có dịp đọc để mà suy nghiệm. Lẽ phải trái tự mình kiểm điểm, tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm. Trước là mình khỏi hối hận tâm, sau là giúp người thêm phúc lợi. Thấy chân chánh làm ngay chẳng đợi, vì thời gian theo dõi bên lưng. Thường việc may ít gặp hai lần, còn việc rủi gặp luôn không hàng. Khuyên người sự tu hành phải ráng, vì ít khi gặp đặng chánh đang. Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, thiếu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, nhưng tình lầm tội lỗi càng sâu. Lấy nhiệt tâm xuông chẳng đủ đâu, cần lấy trí xét cầu mới được. Đâu là tội còn đâu là phước, ma thế nào còn Phật thế nào. Nhất thiết cần để trí suy vào, phân tích kỹ rồi sao quyết định.
ma giả dối Phật là chân chính, ma hại người Phật chẳng hại ai. Ma làm cho nam nữ đọa đày, Phật cứu độ gái trai giải thoát. Ma vị kỷ thành ra bảo ác, Phật xả thân nên rất từ bi. Ma chỉ làm ngoài mặt tu trì, Phật thì có trong ngoài đạo đức. Ấy đại khái việc ma biết Phật, còn những điều tội phước sau đây. Tội là hành động hại nhân loại, phước là biết tạo gây lợi chung. Tội là biết khiến người kinh khủng, phước là điều giúp chúng an vui. Tội là lòng ích kỷ hại người, phước là tánh thương đời bố thí. Tội là việc trái đường đạo lý, phước là điều hợp với từ tâm. Tội là xui kẻ tạo sai lầm, phước là khiến người làm chánh đáng. Tội làm kẻ hư đời hãy mang, phước giúp người nên hành an thân. Tội hại người vật chất tinh thần, phước giúp kẻ linh hồn xác thịt. Tội khiến kẻ lạc đường mù mịt, phước giúp người đến bước quang minh. Tội hại người chịu kiếp tử sinh, phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát. Tội tôm tắc là điều tà ác, phước kể ra là việc tốt lành. Lòng thương mong tất cả nhân sanh, phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ, khỏi đường ma khỏi lẽ tội tình. Giúp thế gian giữ vững an ninh, và cũng giúp nhân sinh hạnh phúc. Dân chúng đã khổ sầu lắm lúc, chắc không ai muốn chất khổ thêm. Trái lại thường cầu khấn ngày đêm, cho thiên hạ được êm đời sống. Hòa bình mỗi nhà đều trong ngóng, giặc giả không ai muốn ước ao. Cái thiện tâm bất luận người nào, cũng đều có như nhau tất cả. Khác nhau chỗ biết làm khai quá, hay là không chịu mở ra thôi. Lúc mới sanh tánh thiện có rồi, làm tội ác từ hồi nhiễm thế. Biết tình ngộ quay về cõi rễ, ngôi Phật tiên có thể trở nên. Tánh thiện mong người chớ bỏ quên, dù sao cũng mau nên nhớ lại. Tội lỗi mây cũng nên hối cải, nghe kệ kinh trai giới tu hành. Khuyên lẫn nhau linh giữ làm lành, cùng giúp đỡ khi sanh khi tử.
Nơi nào cũng lo hành thiện sự, tất trở nên không khí ôn hòa. Bạo ác đâu còn cớ sanh ra, đau khổ kiếp người ta cũng bớt. Giúp cảnh sông thanh bình khoái hợp, còn giúp cho khi thác siêu sanh. Có phải chăng là việc tốt lành, ai cũng có thể làm nên được? Rất mong mọi nhân dân các nước đồng chủ trương đại cuộc hiền hòa, để giúp cho tất cả người ta được vui vẻ sống qua ngày tháng. Một bài kể khác liền tiếp vang. Chúng sanh khắp bốn phương, vì nhỏ hẹp tình thương, nên từ hồi vô thì không ngất cảnh chiến trường. Nào là tiểu tai nạn, nào là đại họa ương, từ sanh cho đến chết thường trong cảnh thê lương. Bao nhiêu điều thống khổ, tự tay khách trần dương, biết tội không chừa bò. Thấy ác cứ giữa nương, phạm tội còn thêm tội, đã ác mãi ác trương, kẻ thì cố hung dữ, người thì thích bất lương. Tuy khác nòi khác giống, không khác tánh bao cường. Khổ khổ ta bà khổ, đa số thiếu tình thương. Tình thương nên mở rộng, thương hết kẻ bốn phương, thành tâm lo giúp đỡ, thật ý ở hiền lương. Thuận hòa không gây gỗ, chân thật chẳng gạt lường, hòa bình đồng yêu chuồng. Nhân đạo đồng chủ trương, người được như thế cả thế gian tất thiên đường. Nghe kệ này cảm kích phi thường, nhận thấy rất thích đương hiện tại. Hy vọng khắp năm châu nhân loại, biết hồi tâm sửa cải như trên. Mở tình yêu rộng lớn mong manh, tạo thế giới hòa bình hạnh phúc. Người cùng biết thương nhau từ chúc, giúp đỡ nhau mọi cuộc thăng trầm, ai cũng đều được có tự tâm, không ai có ý làm ai khổ. Khi làm quỷ tự mình biết hổ, chẳng đợi ai đánh đổ đến mình. Đọc sự kinh trao luyện tánh tình, không thèn với anh minh tiền bối.
đường sang sủa quyết khai rộng lối, giúp cho người lui tới tự do. Cánh bụng lầy được hết sợ lo, cũng khỏi bước lần dò tâm tôi. Học Phật việc từ bi là cội, nói thánh hiền nhân ngợi là nguồn. Thương chúng sanh lo cứu độ luôn, xưa nay vẫn một đường không khác. Việc nhân nghĩa từ bi muốn đạt, thì tinh thần cương quyết phải nhiều chướng ngại. Dù có gặp bao nhiêu cũng chẳng để cho xíu lòng già. Đem chi lân ra làm đau cả, đeo đuổi cho đến thỏa ý nguyện. Khi phải kiên thì đủ nhân kiên, khi phải dũng thì liền anh dùng. Tùy phương pháp để mà áp dụng, tùy thời cơ để ứng biến quyền. Giúp cho người vui vẻ ổn yên, trên đạo lý như trên đời sống. Lòng yêu mến nhân dân càng rộng, thì tâm hồn xây dựng càng nhiều. Cái tinh thần khiếp nhược càng tiêu, và ý chí cao siêu càng lớn. Thấy ai khổ thì lòng đau đớn, chỉ giúp người chớ chẳng hại người. Chính đó là tánh của Phật trời, mà tất cả người đời đều có. Nếu người biết giữ gìn tâm đó, không để lòng vĩ ngã làm tan, tất nhiên cùng chư Phật đồng hàng. Tình thương kẻ thế gian vô tận, dứt hết tánh muốn ham nhớ bằng. Cũng không lòng thù hận ghét ganh, lấy khoan dung đôi vi nhân sanh. Biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, nghe khổ đau thì dạ buông rầu. Dù đi đâu và ở nơi đâu, lòng thương nhớ lo âu đến mày. Phật đối với chúng sanh thế giới, cùng nhớ thương như vậy khác chi. Cho nên người học đạo từ bi, các điều ấy nên ghi nhớ rõ. Ngôi tam bảo quyết làm sáng tỏ, thật hiện lòng cứu độ vô biên. Nêu tinh thần giác ngộ siêu nhiên, cho ba tánh tục tiên được thấy. Như thế mới đúng lời Phật dạy, và làm cho nhân loại xoay chung. Hầu bỏ đi các việc dữ hung, giúp nhau được sống trong hòa khí. Người nào cũng lo gìn đạo lý, biết thương nhau biết quý lẫn nhau.
Tội lỗi không ai muốn phạm vào, vì ai cũng muốn dồi trao công đức. Tâm ô nhiễm hồng trần lo dứt, quyết tu cho giải thoát kiếp mê. Cõi niết bàn khi thoát được về, như thế chẳng vật chi sanh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, mơ tai liền nghe kể khác ngâm lên. Chúng sanh đồng giác ngộ, nhận rằng đời là khổ, thì bất luận người nào cũng như mình nên độ, hoặc độ người bằng công, hoặc độ người bằng của, giúp nhau có cơm ăn, giúp nhau có nhà ở, vui sướng cùng sớt chia, khổ lao cùng giúp đỡ, thông minh giúp dạy ngu, giàu sang giúp nghèo khó, mạnh mẽ giúp yếu hèn, quan quyền giúp dân già, tôn giống cùng chung lo, an nguy cùng ủng hộ, giúp nhau được yên lành, giúp nhau hết đau khổ. Tận tâm thương yêu nhau, tận tâm lo giải dỗ, đồng mở rộng trí tài, đồng nâng cao trình độ. Phá tan hết rừng mê, lấp bằng hết biển khổ, chúng lo việc vãng sanh, chúng lo việc hóa độ. Đồng tâm niệm Di Đà, đồng soi gương Phật tổ, thế giới được quang minh, nhân sanh hết thô lộ. Ai cũng thiện như nhau, cõi ta bà hết khổ, chúng sanh ở đời nay sự khổ đau vô số, chết nhiều thứ dị kỳ, bệnh nhiều chứng quay gở, do người tạo gây ra, không phải tự nhiên có, cùng nhau biết làm lành, tất thanh trời lắng gió, các việc ấy rất cần. Đời nay mau thi thủ, nếu để tháng ngày qua, kiếp thế gian sụp đổ. Chừng đó muốn lo toan, đã ra người thiên cổ, mê ấy vẫn quần mê, khổ kia tồn lại khổ. Muôn kiếp mà chịu lăn trôi, khó tìm ra bến đổ, về chúng sanh đời nay, ráng tu cho tỏ ngộ. Nghe kể qua khiến lòng mừng rỡ, nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi, mới được nghe rộng nghĩa từ bi, đường Phật Pháp bước đi càng mạnh, thêm xác nhận tình thương ba thanh. Đôi vì lòng Phật thanh giống nhau, loài người sanh trên cõi trần lao, có liên hệ với nhau mật thiết,
cùng nhờ cậy lẫn nhau mọi việc, cho nên cần phải biết thương nhau. Mặc dù là có khác sắc màu hoặc là chẳng cùng nhau nòi giống, tình thương phải cần lo mở rộng mới giúp nhau cuộc sống đầm vui, cũng chẳng làm xã hội đi lùi. Biết trao đổi khiến đời đầy đủ, một mình chẳng thể nào phong phú, phải nhờ người vật nọ vật kia. Hầu hết do kẻ khác sớt chia, người mới có mỏi bề vật dùng. Kẻ cài cấy người lo tầm nhầm, kẻ cầu đường người đóng tàu xe. Nhỏ như kim mỏng tở lụa the, đều nhờ kẻ làm ra mới có. Ví dụ cái xác thân mình đó, cũng là nhờ cha mẹ sanh ra. Đâu tự nhiên mà có người ta, các vật khác cũng là như vậy. Do vật nọ vật kia hợp lại mới trở nên tồn tại sanh thành. Nào khí trời, nào có cây xanh, nào ánh sáng, nào dòng nước chảy. Đều là giúp sống cho nhân loại, rất liên quan trọng đại với người. Thiếu nó thì không thể sống đời. Từ xưa đến hiện thời vẫn thấy, người với người có dây quan hệ, vật cùng người toàn thể nương nhau. Từ việc nào cho đến việc nào, người với vật nương nhau tất cả. Nhìn đâu cũng thấy cần cảm tạ, chớ không nên đem giả phụ phàng. Kẻ cho rằng cô lập sống an, là kẻ ấy hoàn toàn phi nghĩa. Nếu để ý nhìn ra bốn phía, thấy không nên chia rẽ với người, trái lại nên đoàn kết khắp nơi. Mình với kẻ sống đời mới dừng, gặp thiên tai cùng nhau cứu chẳng nhân quả, thì cùng chẳng ngăn nhau. Sự kết liên chặt chẽ chừng nào, người tranh khỏi khổ lao chừng nay. Chịu suy nghĩ tất là nhận thấy, sự liên quan nhân loại ra sao. Cho nên làm người phải thương nhau, lo nâng đỡ đổi trao mọi việc. Không những đối với người quen biết, mà với ai cũng siết chặt tay. Việc bán buông lòng giữ thân ngay, cách đối xử thường ngày thành thật. Của người mất coi như mình mất, thấy người đau như việc mình đau. Sự tham gian trộm cướp đành nào, việc nhiều hải hùng hào đâu nợ.
lấy lương tâm con người ra ở, sự bất lành rất khó sanh ra. Đôi với ai cũng có thể hoàn, cái phẩm giá người ta không mất. Dù chẳng biết đạo tiên đạo Phật, cũng phải gìn tư cách con người. Cách nói năng cũng phải lựa lời, việc làm lùng nên coi thiện ác. Dù người chẳng có ăn chay lạc, nhưng tánh tình phải được hiền lương. Việc hiếu trung cần phải lo lường, bày ân nghĩa cũng nên đền đáp. Thế nào trai, thế nào phù hợp, soi gương đời tất được biết ra. Xung quanh mình đủ hạng người ta, tốt xấu lấy đó mà lọc lừa. Mình được tốt ráng làm tốt nữa, lỡ xấu thì lo sửa hết đi. Ai khen chê cũng chẳng quan gì, việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nại là nguồn thắng lợi, tánh gan lì là mối thành công. Mỗi người đều đầu não vẫn đồng, mày những bền chỉ hay không có khác. Kẻ bền chí công thành danh đạt, người đổi tâm sạc nghiệp hư thân. Việc càng to càng khó bao lần, càng bền chí bền tâm mới được. Ví dụ sự tu hành chướng phước ở đời nay thật rất khó làm. Xung quanh mình đầy việc tục phàm, mà đầy quyến rũ dễ làm xa ngà. Nếu người chẳng bền lòng chắc già, phước không nên đạo quả chẳng thành. Đó nói riêng về việc tu hành, còn việc khác muốn nên cũng thế. Lấy bền chỉ ra làm cõi rễ, đem quyết tâm ra thế thần phù. Để hoàn thành chi hướng trường phu, biết cư xử tròn câu đời đau. Nhận thức rõ kiếp người mộng ảo, thì phải mau tìm nẻo thoát ly. Chớ không nên vì lý do gì, ngồi im để chờ khi hoại diệt. Sự đang bỏ bỏ ngay chớ tiếc, việc nên làm riết chớ ngưng. Người phải nên tự chủ lấy thân, và cần có tinh thần nhất định. Việc chi cũng phải nên bình tĩnh, để xét suy tà chánh thế nào. Biết rõ rồi sẽ quyết định sao, tiến hành đến khi nào kết quả. Lòng đã quyết trời gầm không nhã, dám hy sinh hết cả cuộc đời. Sớm muộn gì cũng đạt đến nơi, đúng như ý của người mình muốn.
có nhất định tất đời không uổng, có chủ tâm thì chẳng phí công. Sắt đá không thể cứng hơn lòng, lòng cương quyết thì không chi khó. Lối âm tự được vào tận ngõ, nhờ đường tăng đầy đủ quyết tâm. Việc khó nhưng lòng cố kiếm tầm, quả quyết với người rằng sẽ gặp, đem hết cả thành tâm tu tập. Mỗi đạo màu sẽ gặp mối manh, Phật không sai hẹn với chúng sanh. Nếu sanh chúng trọn lành tâm ý, chuyện đến đây lòng còn đang nghĩ. Bỗng nhiên nghe bài kể khác thêm, muốn làm Phật hay ma, tự hỏi lấy lòng ta, đừng hỏi nơi Phật tổ. Cũng chớ hỏi Di Đà, việc ấy do mình định, Phật không tính sao ra. Siêu đọa thì Phật bảo, làm không dũng tại ta. Mình có thể làm Phật, mình có thể làm ma. Tự mình nhắm mắt lại, tự mình mở mắt ra. Mình phải tự tu lấy, không thể mượn người ta. Tội phước do mình tạo, lành dữ do mình ra. Dù ngồi bên cạnh Phật, lòng ma vẫn ra ma. Gần ma mà lòng Phật, chung cuộc thấy Di Đà. Phật do mình hiện tới, Phật do mình đi xa. Chớ nghi ngờ lẫn quẩn, đừng gạn hỏi bao la. Muốn thoát ly cảnh khổ, phải tự quyết nhảy ra. Không tham của dưỡng thế, chẳng nhiễm cảnh ta bà. Nguyện vãng sanh cực lạc, quyết được tọa liên quan. Tâm không rời Phật tổ, lòng chẳng cách Di Đà. Luôn luôn lo tự giác, thường thường nhớ giác tha. Thương người như cật ruột, giúp người tớ giúp ta. Lo khai tri bát nhã, lo mở tánh ma ha. Việc khó làm được, điều khó nhận qua. Vì người vui bố thí, vì người vui xuất gia. Công đức không riêng hưởng, công đức cho muôn nhà. Từ bi khắp thiên hạ, chẳng từ bi riêng ta. Khi được tâm như thế, không gọi Phật cũng ra. Phật sẵn nơi sanh chúng, Phật ở khắp ta bà. Người được lòng như Phật, tất cùng Phật hợp hòa. Người mê không thấy Phật, Phật giác thấy người ta. Tu ở nơi am tự, hoặc tu ở tại gia, đều là có Phật cả, chớ phân biệt gần xa.
Thành tựu mau hay chậm do tâm lực mình ra, lấy đó làm căn bồn để cầu đạo Thích Ca. Cũng lấy đó làm chánh để niệm Phật Di Đà, tu hành được thế ấy không lầm lạc đường tàn. Điều này nên nhớ kỳ, khuyên tăng khắp chư gia theo kệ này để bước đi ra. Đường tu học sẽ là nên được, muôn ba tánh đều khai huệ phước. Bài kệ này hẹn ước truyền sâu, giúp nữ nam sớm thấy đạo màu, khỏi sợ lạc bước vào tà kiên. Nếu tâm đức thường lo trao luyện, tội lỗi không còn diễn lan ra. Phước biết lo thì tội biết xa, Phật biết kính thì ma biết lanh. Người có đạo phải nên có hành, hành không sống đạo chẳng hề rồi. Đạo hành cần nhất quyết trao dồi, khi toàn thiện là người chánh đạo. Tội hay phước đều do mình tạo, cố nhiên đời hay đạo cũng mình. Phải cần nên đầy đủ đức tin, tự điều khiến lòng mình trong sạch. Tâm cứng cỏi dám so thiết thạch, tánh sạch trong bì kiếp ngọc châu. Trong biển đời chẳng để đời câu, sức tự chủ lúc nào cũng có. Biết sai quấy thì lòng tự bỏ, biết chánh chân thì cố tâm làm. Được trở nên nhập thánh siêu phàm, hầu hết cũng nhờ tâm tự quyết. Biết đời có ai mà chẳng tiếc, nhưng không ham gì biết đời tàn. Lo tu hành cam chịu gian nan, vì biết đạo là đàn cứu cánh. Phàm có thể trở nên thần thanh, nếu như người bỏ đặng phàm tâm, không để lầm tái phạm lỗi lầm. Từ đó sẽ chứng chân đạo hòa, Phật cùng người có đâu xa lạ. Không gặp nhau vì giả khác nhau, nếu cho lòng cùng một sắc màu, người cùng Phật hòa nhau tức khắc. Được thấy Phật thì ma hết bắt, đạo khi nên đời tất được xong. Ráng tu cho phước huệ viên thông, đừng để uổng phí công hương khói. Như bài kệ vừa qua đã nói, làm Phật ma tự hỏi lòng mình. Nếu muốn cho khỏi kiếp tử sinh, tự mình phải tu hành chân chánh. Mười điều giữ hoàn toàn xa lánh, mười điều lành cố gắng làm xong. Viết hồng trần vọng tưởng cũng không, đường Phật Pháp một lòng tinh tấn. Bị sự thế buộc bao nhiêu nặng, ráng gỡ ra cho đặng tự do.
khổ ta bà tất chẳng còn lo được khoái lạc vốn là ngày ấy. Trong lòng này vừa suy đến đấy, kể được bài kệ giải nói thêm. Chỗ nào có vạn vật, chỗ ấy có pháp Phật. Chúng sanh đêm không cùng, pháp Phật tính chẳng hết. Phật luôn nhớ chúng sanh, chúng sanh thường quên Phật. Vì đà độ không ngừng, Phật tổ cứu chẳng dứt. Cả mười phương Như Lai cùng khắp chư Bồ Tát. Nào là lo cứu sanh, nào là lo độ thác. Khi độ bằng ngôn từ, khi độ bằng tài vật, tùy phương mà giúp người, tùy người mà nói pháp. Vì người mà xả thân, vì người mà nhẫn nhục. Cho chúng sanh từ bi, cho chúng sanh công đức. Vì chúng sanh mà sanh, vì chúng sanh mà tịch. Phương tiện gieo duyên lành, phương tiện truyền đạo đức. Hoặc độ ngay kiếp này, hoặc độ nơi kiếp khác. Cứu chúng sanh được vui, cứu chúng sanh khỏi ác. Chư Phật cứu độ luôn, dù đến vô số kiếp. Phật độ thế đành rồi, thế gian tự độ tiếp. Để cho Phật độ không, độ bao giờ cho hết nợ. Vui do chúng sanh gây, khổ do chúng sanh diệt. Vừa tự độ lấy mình, vừa cầu xin Phật giúp. Biết lỗi được có thuyền, tất khỏi lo chết ngập. Lợi ích cả hai phương, tự lực và tha lực. Chúng sanh có nhiều người, quá ỷ lại nơi Phật. Chỉ niệm Phật cho nhiều, không lo hành đạo đức. Ngoài miệng niệm Nam Mô, trong lòng còn tích ác. Thế là trái tu hành, thế là trái lời Phật. Phật chỉ độ hiền lương, Phật không độ hung ác. Trước ác mà sau hiền, tất nhiên là Phật giúp. Trước hiền mà sau hung, tất Phật không thể vớt. Mình biết mình còn hung, Phật biết thừa mình ác. Người ôm cái ác tâm, thật luôn công niệm Phật. Phật tuy rất từ bi, không vì tư ai hết. Phật không giúp người này, để làm hại người khác. Lòng Phật rất công bình, phân minh rành thiện ác. Tưởng Phật như ý phàm, tất là sai tánh Phật. Nên lấy tâm công bình, nên lấy lòng chân chất. Để mà niệm Di Đà, để mà cầu chư Phật.
thế mới gọi nhà tu, thế mới gọi đạo đức. Niệm thế sẽ chứng thành, niệm thế sẽ hiệu lực. Ấy là chân tu hành, ấy là chân niệm Phật. Nam nữ cõi thế gian, niệm như vậy khỏi lạc. Cách niệm Phật chỉ cho đích xác, lòng từ bi phân tách rõ ràng. Lời kể qua giúp kẻ thế gian càng thêm được vững vàng tin tưởng. Nếu mình cố gắng lo tu dưỡng, tất Phật không hẹp lượng với mình. Phật từ bi cứu độ chúng sinh, chẳng phụ kẻ hữu tình với Phật. Người niệm Phật một lòng thành thật, đương nhiên là có Phật vãng lai. Phật không hề bỏ sót một ai. Nếu người ấy tâm hoài đến Phật, trừ những kẻ lòng đầy gian ác, niệm Phật trong giây lát rồi thôi. Hoặc những người niệm Phật ngoài môi, trong lòng chẳng thật người tin Phật. Tu giả dối chỉ thêm tội ác, không bao giờ được Phật hộ trì. Chớ tưởng rằng Đức Phật từ bi, độ tất cả bất tri lành dữ. Biết niệm Phật ráng làm thiện sự, phước sanh thì nghiệp dữ tiêu đi. Nếu người không gây tội lỗi gì, thêm niệm Phật càng quý Phật trong. Vì như kẻ của tiền dư đồng, mà làm thêm chắc đặng mau giàu. Còn người nghèo mà biết cần lao, tất là khỏi bị câu đói rách. Như bài kể qua rồi đã vạch, Phật hay ma vốn thật tại mình. Người há không trao sửa tánh tình, để cho được trọn lành như Phật. Tuy sống giữa đời đầy vật chất, sanh nhai bằng nghề nghiệp chánh chân, được thế là mới gọi hiền nhân. Và cũng đứng vào hàng trong sạch, nuôi sống cố nhiên là nhiều cách. Nhưng nó không bắt buộc làm hung, làm hiền lành chân chánh hiếu trung, đời sống có thể cung cấp được. Tại sao phải làm điều bảo ngược? Chẳng những là ô trượt thân danh, mà còn làm đời sống bất lành. Các tội lỗi buộc ràng mỗi bữa, nên xét kỹ tự mình lo sửa, cho lương tâm không hổ với đời. Dù người không tin tưởng Phật trời, cũng phải biết việc người tốt xấu. Việc tốt đẹp thì nên tạo cấu, điều xấu xa thì chớ tập tành. Luật pháp cần tôn trọng tuân hành, việc làm phải tốt lành chân chánh. Quyền lợi của người nên trọng kính, và nên lo an định quốc dân.
Dù không tu cũng sánh bực thần, đương nhiên quy báo hơn tu dối. Sống đời chẳng để cho phạm tội, tuy người nhưng đáng gọi thần tiên. Ai cũng đều ăn ở lương hiền, xã hội chẳng trở nên hỗn loạn. Giúp cuộc sống cho nhau chanh đáng, mỗi người đều có bổn phận lo. Dân hiện qua cùng được ấm no, nước nhà cũng khỏi lo sanh biên. Nếu đức hạnh của người tiến triển, thì sự tu sẽ đến chẳng không. Đạo lý luôn có sẵn nơi lòng, có dịp đến thì trông thấy nó, thấy Phật cũng sẽ từ chỗ đó. Nếu lòng người đừng có lãng quên, cũng như lời kể đã nói trên, người có thể làm nên tiên Phật. Tánh tự chủ nếu không để mất, thì là không bị vật khiến sai. Sẽ trở nên người tốt lành ngay, dù có lỗi những ngày quá khứ. Tội nơi tâm lấy tâm trừ khử, tự lòng mình đổi giữ ra lành. Thế cho nên chỉ một khách canh, tự trước đổi ra thanh chẳng khó. Đã có lắm người như thế đó, chỉ phút giây được tỏ đạo màu. Khác nào như đêm tôi đã lâu, trong tức khắc trời soi sáng cả. Quyết tu sẽ có ngày đắc quả, đúng như câu vạn sự do tâm. Học Phật đừng quên chữ thầm thầm, người bền chí sẽ tầm được đạo. Lấy những nhục chịu khi khảo đạo, đem giới răng để bảo vệ lòng. Việc khó khăn và lúc gai trong, đủ nghị lực với lòng tin tưởng. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, đừng để cho ép uổng được mình. Trí huệ đem phán xét sự tình, thiền định lấy ra bình tâm địa. Bao nhiêu đó biết lo trao trìa, trên đường tu không ngã nữa chừng. Chỉ một đời đủ chứng Phật thần, không cần phải xả thân nhiều kiếp. Đến đây tiên kể cho nghe tiếp. Cõi ta bà thế giới, hữu hình thì tất hoài, vạn vật chung số phần, chẳng phải riêng nhân loại. Ai cũng lo nghèo giàu, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bại. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại. Vật nối nhau tiêu tàn, người nối nhau chết mày. Cách sống có nhiều phương, cách chết cũng nhiều loại. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoài.
ý dục lớn như non, lòng tham sâu tở hại. Người với người gian lừa, người với người giết hại. Ai cũng tưởng khôn ngoan, không ai cho ngu dại. Người là chỗ hơn thua, người là nơi lợi hại. Ai cũng muốn thành công, không ai mong thất bại. Nào việc giữ việc lành, nào việc quấy việc phải. Mỗi người muốn khác nhau, trong thế giới nhân loại. Do đó sanh cạnh tranh, do đó sanh biên cài. Vô số cuộc lệ rơi, vô số cảnh máu chảy. Đời là bãi tha ma, đời là cái khổ hải. Khổ chẳng phải tại trời, mà khổ do nhân loại. Nên khuyên nhau hiện từ, nên khuyên nhau hối cải. Khá làm phước làm nhân, khá tương thân tương ai. Giúp nhau được sanh tồn, giúp nhau khỏi sát hại. Cho nhau đủ gạo cơm, cho nhau có lụa vải. Vật dụng được đủ đầy, phương tiện được rộng rãi. Không còn kẻ vô liêm, không còn người mất dạy. Học thức được đồng đều, đức hạnh ai như nay. Giúp nhau được sướng vui, giúp nhau được an thái. Tạo thiên đường thế gian, tạo cực lạc hiện tại. Ai cũng được từ bi, ai cũng lo bác ai. Mạng người biết kính yêu, của người không cướp lấy. Được tâm hồn cao siêu, được tinh thần quảng đại. Đời sống hết đói nghèo, lòng dạ hết ngu dại. Người bình đẳng như nhau, cảnh an ninh được mãi. Nghiệp mê người chẳng gây, cõi khổ tất biến cải. Có thể dứt luân hồi, có thể ngăn kiếp hoài. Sanh tử đổi niết bàn, oan khiên đổi tử tài. Người người được thanh nhàn, người người không chướng ngại. Chúng sanh cõi ta bà, cũng nên suy xét lại. Mau hợp lực đồng tâm, để lấp xong khổ hài. Giải thoát là tối cần, tử sanh là trọng đại. Ngày giờ qua rất mau, khuyên người chớ trễ này. Mỗi bữa cố tiến lên, đừng phút nào lùi lại. Cần nuôi chí Phật Đà, nên rộng tình nhân loại. Lo cho cả nhân sanh, được an vui mãi mãi. Con người sống trong đời hiện tại, mặc dù là thông thái văn minh, nhưng vẫn còn trong cảnh tử sinh. Theo định luật hữu hình tất hoài, người vẫn bệnh vẫn già chết mãi. Vật có sanh đều hoại đều tàn, khổ não còn đầy giữa thế gian.
thân người rốt cuộc hoàng tro bụi, sự vật thay chế nhiều thứ mới. Già chết xem còn cũ như xưa, sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa thần chết. Giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi. Hỏi cái chỉ là của người đời, trả lời chẳng có gì tất cả. Chỉ một cuộc lữ hành xứ lạ, về rồi thôi không thể mang theo. Đời khác chi là cảnh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan rã. Thật là kiếp con người tạm giả, thế gian là màu mã của người. Kể từ khi mới có đất trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại. Trái đất của người đang ở đây, không chỗ nào chẳng có thay chôn. Thấy người này ra đất ra bùng, mì mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thấy kiếp trước mọc lên rau rác, kiếp sau ăn không biết là thường. Người nói nhau chịu chết một đường, dù tài trí không phương cãi gờ. Kiếp sống ngặn lo lường vô số, ít sự vui sự khổ thì nhiều. Ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, xưa nay vẫn một chiều không khác. Người này thác cái người kia thác, sự thác là kết cuộc đời người. Bất luận ai sống dưới gầm trời, không tránh khỏi ngày hơi thở dứt. Thế thì khá nên tin lời Phật, lo tu cho giải thoát kiếp phàm. Các nghiệp mê cõi thế không làm, mê tất là khỏi bị sanh tử kiếp. Tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp, nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra. Nghiệp người ta sanh kiếp người ta, nghiệp thú vật sanh ra thú vật. Nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác, nghiệp lành thì được gặp chỗ lành. Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, có sanh tất phải đành có từ. Việc sanh tự muốn cho rành sự, nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Lo tu hành cầu đạo Như Lai, tâm ô nhiễm trần ai dù sạch. Trong lòng tưởng Phật không hở cách, nhìn thế gian bằng mắt từ bi.
thấy khổ lo cứu hết khổ nguy, thấy mê đầu mê si được khỏi. Làm phước đức không làm tội lỗi, lợi cho đời chẳng hại người đời. Ở phàm những phàm tánh đã rời, chắc chắn nghiệp luân hồi hết được. Mọi người biết đua nhau làm phước, chẳng những cùng sống được an vui, còn giúp khi thoát khỏi luân hồi, nhất là khỏi sanh nơi thống khổ. Người há chẳng cùng nhau tế độ, diều dắt qua khỏi lộ tử sanh. Tế độ nhau được sống no lành, là được biết tu hành giải thoát. Nghĩ đến đây kể bài kể khác, cho nghe qua những việc như sau. Những điều người đã nghĩ đúng như lời Phật chỉ, kiếp chúng sanh vô thường, cõi thế gian mộng mị. Cứ nối nhau sanh thành, cứ nối nhau tiêu hủy, không phải là mới đây mà đã từ vô thì. Khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trị. Thời đại có khác nhau, sống chết vẫn một ly. Đèn trăng khác mặt mày, vui buồn đồng tình ý. Sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ. Nào tha thiết ấy ân, nào mong cầu danh vị. Kẻ trẻ chưa vừa lòng, người già chẳng mang ý. Ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỳ. Nhưng bệnh tật khó lìa, những chết chóc khó tì. Ai cũng tốn công lao, ai cũng hao tâm trí. Thân sống không giữ còn, muốn ham chẳng được phí. Định mạng của người đời, xưa nay không sai gì. Người cũng nên tỉnh hồi, người cũng nên suy nghĩ. Giải thoát kiếp vô thường, ly khai đời mong mì. Bằng cách học từ bi, bằng cách tìm chân lý. Chinh phục mấy càng khôn, thông qua cõi quyền bi. Cửa luân hồi hết vào, biển sanh tử hết lụy. Luôn luôn được trường tồn, thường thường được như ý. Ấy mới chân vinh quang, ấy mới chân địa vị. Người đạt tới mức này, thật là chân giá trị.
người đời càng văn minh, việc sống chết càng nghĩ, tìm cách trừ khổ đau cho người đời hoan hỷ. Phật cũng vì tự sanh, đem pháp tu ra chỉ, hiện tại được an vui, hậu lai hết khổ lụy. Nghe lời Phật thị hòa, nghe lời Phật hết nguy, Phật hoàn toàn từ bi, Phật hoàn toàn chân lý. Vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà nghỉ, tu cho cả chúng sanh, không tu cho ích kỷ. Giúp mọi người phước duyên, giúp mọi người huệ tri, thấy tai nạn lo trừ, thấy bệnh tật lo trị. Độ người hết khổ sầu, độ người hết phiền lụy, thật lòng thành mà tu, thật lòng thương mà thi, đó mới thật tu hiền, đó mới thật đạo lý. Kẻ học đạo ráng hành, người mộ tu khá nghỉ, đạo Phật là chánh minh. Đạo Phật không hồ mì, xưa nay chẳng đổi dời, người đời nên xét kỳ. Làm theo lời Phật khuyên, đi theo đường Phật chỉ, thông khổ không còn mang, luân hồi không còn bi. Thật tự tại tự do, thật tự thân tự trị. Kể đã qua những lòng còn nghĩ, đạo Phật là chân lý vô cùng. Vì cứu đời vì lợi ích chung, thật bác ngái thật lòng từ mừng. Nếu sanh tử người không vương vấn, đạo Phật không còn bận khai trương. Ngày nào người sanh tử còn vương, ngày ấy vẫn còn trương đạo Phật. Kẻ lầm lạc ra tay diều dắt, người đắm chìm ra sức vớt lên. Chẳng mong ai nghĩa trả ơn đền, nay bổn phận thiên liên đạo Phật. Giúp sanh chúng ấm no vật chất, còn giúp cho sang suốt tinh thần, biết mở đường lập mạng an thân. Thoát khỏi cảnh mộng trần tạm kiếp, việc độ thế luôn luôn được tiếp. Thời nọ qua thời khác nối theo, cứu chúng sanh khỏi kiếp bọt bèo, đó là cái mục tiêu đạo Phật. Tình yêu chúng không bao giờ mất, việc đổ đời sao trước một niềm. Khi bệnh thì lo độ không im, lúc loạn cũng vẫn tìm cứu vớt.
Nếu đau khổ chúng sanh chưa bớt, đạo Phật còn cần được rộng khai, đem an vui tất cả nhân loài. Đem hòa nhã Đông Tây Nam Bắc, giải cứu cảnh sống đời gai gắt, phá tan bao thế lực bất công, thực hiện cho người được tương đồng, mà hết cách biệt ở trong đời sống. Mọi người nối liền dây cảm đồng, giúp đỡ nhau kính trọng lẫn nhau, cả hai bề trí thức nâng cao, để được khỏi phạm vào tối lồi. Đạo Phật giúp người đường phúc lợi, đạo Phật cho người lối quang minh. Đạo Phật là độ tử độ sinh, đạo Phật vốn trọn lành trọn sáng. Đạo Phật chẳng nói làm mù quáng, đạo Phật không mê tín dị đoan. Đạo Phật là cứu khổ thế gian, đạo Phật rất minh quang đường lối. Xưa nay vẫn một niềm cứu rỗi, cứu xác thân cứu tới linh hồn. Đáng kính thay Đức Phật Thế Tôn, cho sanh chúng con đường Phật đạo. Do đường ấy thoát dòng khổ não, dữ quá lành hung bạo quá hiền. Được tỉnh ra khỏi giấc sầu miên, từ biển ấy được lên bờ giác. Biết rõ nẻo luân hồi sông thác, không còn gây tạo các nghiệp mê. Quyết phát tâm cầu đạo Bồ Đề, cho khỏi kiếp u mê trầm trượt. Nếu không Phật không Thầy chỉ trước, đường tự sanh đâu biết chẳng ngăn. Từ bi thay chư Phật Pháp Tăng, hận đức ngay biển non khó sanh. Rất mong mọi thập phương ba tánh, nghe kệ kinh được tình ngộ lầm. Do theo đường Phật giáo lướt sông, về cực lạc lánh vòng tục lụy. Hôm sớm một lòng gìn đạo lý, chịu khó khăn trì chỉ tu hành. Rèn tâm hồn cho được cao thanh, sửa tánh nết trở nên hiền đức. Cách ăn nói hoàn toàn chân chất, công việc làm rất mực thẳng ngay. Riêng mình không mưu việc hại ai, cũng chẳng xúi người gây việc dữ. Lấy lòng thật đem ra đối xử, dùng công tâm xét nghĩ sự đời. Thường khoan dung rộng lượng cho người, lo nâng đỡ tài bồi dân chúng.
trao thân phận cho đời hữu dụng, ở thanh liêm cho chúng soi gương. Hành vi cần giữ được thích đương, tư tưởng phải cho luôn chánh đáng. Gặp việc nghĩa cố làm không chán, trên đường tu gái ngành chẳng nào. Nghĩa càng làm ý chí càng cao, tu càng luyện não đầu càng mạnh, lúc nào cũng chủ trong thâm tâm. Không để cho ngoại cảnh cầm đầu, luôn luôn đi theo chí nguyện cầu, đó mới thật học câu Phật giáo. Nếu dân chúng đồng tâm hành đạo, đúng như lời Phật bảo trong kinh, tất nhiên là thiên hạ thái bình. Ai cũng được no lành cơm áo, trong nhà chẳng sanh điều xào xáo, ngoài ngõ không loạn bão xảy ra. Chỗ xa gần cũng được an hòa, người đây đó đều là vui vẻ. Biết lễ nghĩa từ già chí trẻ, biết khiêm cũng chẳng kẻ nào không. Luật nước nhà ai cũng biết tầm, mà việc xã hội người đồng lo tới. Ai cũng biết vì hòa vì quê, ai cũng lo phúc lợi giúp nhau. Cái tinh thần tự giác nâng cao, tánh phục thiện lúc nào cũng có. Trao tâm trí luôn luôn sáng tỏ, rèn tánh tình đầy đủ hiền lương. Cứu giúp người là việc chủ trương, giải thoát vốn là đường duy nhất. Các việc ngay của người đạo Phật rất rõ ràng không chút lu mờ, kể từ xưa cho đến bây giờ, chân đạo Phật vẫn là như thế. Đọc kỹ lại lời trong kinh kệ, người sẽ trông thấy rõ mười phần. Đạo Phật không đọc thiện kỳ thân, mà đạo Phật là chân đại đồ. Đạo Phật cũng là chân giác ngộ, không bao giờ thôi quá tinh thần. Luôn luôn là ở sát bên dân, phương tiện độ khách trần mọi mặt. Mình được giác độ cho người giác, mình được vui đem sớt người vui. Thật lòng thương giúp đỡ mọi người, đó là kẻ tu nơi cửa Phật. Phật chẳng bảo tôi ngồi nhắm mắt, Phật bảo tu hoạt bát tinh thần. Mở từ bi tế thế độ dân, mở trí huệ đưa thân dắt chung.
Gặp khi dùng phi thường anh dùng, gặp khi nhu rất đúng hòa nhu. Ngày đêm lo công đức là tu, chợn tu chẳng khi nào im thế. Bao giờ cũng lo bề cứu tế, đó mới là thật kẻ tu hành. Và tu như vậy sẽ đắc thành, thì ai còn dám cho rằng vô ích. Tu sai cách nên người chỉ trích, tu đúng theo lời Phật ai chê. Tu bướng càng tức thì tu mê, tu suy xét ấy là tu tình. Tu mê chẳng bao giờ kiên tánh, tu tình thì chắc đặng minh tâm. Kiến tánh rồi sự vật hết lầm, mì minh tâm được quyền thâm rõ thâu. Hết lầm lạc thì không trần câu, rõ quyền thâm chẳng bấu tục phàm. Mì trần câu không thì nghiệp hết giam. Tục phàm chẳng tức làm Phật thanh, tu niệm phải chú nơi kiên tánh. Hành đạo cần đạt đến minh tâm, mấy là điều tu sĩ kiếm tâm. Mày dù rằng phải hy sanh cao giá, tu hành cố nhiên cầu đắc hòa. Đắc hòa rồi càng độ chúng sanh, độ sống lành độ chết cũng lành. Đó là cái chân tình nhà Phật, mong những kẻ mổ đường đạo đức ráng tìm ra nguồn gốc sự tu. Hậu làm cho đạo Phật hết lưu, đánh thức kẻ tự lâu lầm hiểu. Được thấy đạo Phật không thể thiếu, công đức kia của triệu không bì. Đó mới là thật kẻ tu trì, đó mới thật người quy y Phật. Tu thế mới không xa sự thật, tu thế là hạnh phúc cho đời. Xưa nay cho đến suốt hậu thời, tu ấy đáng cho người ghi nhớ. Vừa tới đây kể nghe kể tò, như lời kể nói qua hiện tại coi ta bàn. Nhằm thời kỳ mạt pháp, mấy cửa Phật vắng người ta. Ít người tu chân chánh, nhiều kẻ học ma tà. Ngoài đường nhiều Phật tử, trong chùa lắm sải ma. Nhiều kẻ tu tự lời, ít người tu lời tha. Chỉ tu nơi cửa miền, hoặc tu ở cà sa. Không giáo truyền Phật pháp, chẳng cứu độ người ta. Từ bi không thật hiền, bố thí chẳng làm ra. Thấy mê đành ngánh mặt,
nghe khổ nở bỏ qua, xã hội không màng biết nhân sanh chẳng thiết tha. Cách tu như thế đó trái lời của Phật đã, khiến người đời phê phán, khiến ngoại đạo kêu ca. Cho tu hành vô ích, cho tôn giáo mù lòa, gây nghi ngờ ba tánh, làm chán nản đàn na. Lòng tin lần lần kém, cửa Phật lần lần xa, quay theo đường tội ác, trở lại lối yêu ma. Những tăng ni tu dối, những đạo chúng lầm tà, chớ ẩn vương nương Phật, đừng lợi dụng ba gia. Khá nhớ ân tam bảo, nên đáp nghĩa đàn na, dùng áo cơm ba tanh, phải cứu độ người ta. Phật pháp lo phổ biến, công đức lo tạo ra, thuyền từ đưa đây đó, đuốc quệ rọi gần xa. Kêu người lo tu tỉnh, khuyên kẻ niệm Di Đà, thấy chánh khuyên thêm chánh, thấy tà khuyên bỏ tà. Mùi thiền sông khắp chốn, nước tỉnh rưới muôn nhà, tăng cao lòng tin Phật, mở rộng đạo Thích Ca. Đó mới là hành đạo, đó mới là thiền gia. Đạo hưng do tăng chánh, nước thành do dân hòa. Quan hệ ấy kha nhớ, trách nhiệm ấy đừng xa. Những người tu cư sĩ cũng như kẻ xuất gia, bốn phần cần gìn giữ, quy tắc chớ bỏ qua. Cư sĩ tròn cư sĩ, xuất gia tròn xuất gia. Lo thoát ly trần tục, lo cứu độ người ta. Mục đích ấy ôm chặt, chỉ nguyện ấy thiết tha. Gian lao không lùi bước, chướng ngại cố vượt qua. Nếu quyết tu như thế, tất nhiên Phật hiện ra. Đạo quả được minh chứng, công đức được bao la. Chúng sanh đời mạt pháp, mà tu như vậy mới là. Những lời trong bài kể nói qua, rất mong kẻ gần xa chú ý. Hạng xuất gia như người cư sĩ, đồng nhất tài đạo lý lo xong. Không thẹn nơi tam bảo hội đồng, cũng chẳng hổ trong bè bàn. Tâm cố định có ngày hết loạn, đạo cố tu sớm muộn cũng thành. Tu vốn là quan trọng sự hành, hành đạo được là thành quả được. Muốn tu chứ để lòng nhu nhược, phải quyết tâm nỗ lực thi hành.
lòng thì chung lo việc làm lành, luôn nuôi chi cầu sanh Phật quốc. Quyết tìm kiếm cho ra cảnh thật, khác hơn muôn sự vật tạm trần. Trước độ mình khỏi chuyện luân thân, sao cứu kẻ khác an lạc kiếp. Nhất nguyện chẳng tạo gây ác nghiệp, dứt con đường tai kiếp phàm phu. Vẫn biết rằng đạo Phật khó tu, nhưng lòng quyết tu cầu cho được. Như lời kể đã vừa nói trước, nay nhậm kỳ mạt pháp chân truyền, rất ít người cùng Phật hữu duyên. Vì lẽ đó cửa thiền vắng khách, nếu có kẻ khởi tâm tưởng Phật, ấy là do tiền kiếp hữu căn. Nếu con đường Phật pháp cứ phăng, nhất định cõi niết bàn đến được. Gặp gai gốc nếu không lùi bước, tất nhiên là đi được tới nơi. Sự nên hư do ở lòng người, thành bại chứ đổ nơi trời Phật. Đời là giả hay là chân thật, để tâm suy xét tất biết ngay. Đời chính là một giấc mộng say, đời là cõi chung thấy thiên hà. Thấy như thật nhưng toàn dối giả, không một ai được thỏa tấm lòng. Rốt cuộc điều chi cũng quá không, dù người có luôn công bình rình. Nào phú quý, nào mùi chung đỉnh, nào công danh, nào miếng lợi quyền. Như dừng mây, như bọt nước xuyên, không thể giữ được thiên tuế nguyệt. Số định của người là sanh diệt, vạn vật là đồng kiếp vô thường. Có lên mây cũng khó ẩn nương, dù xuống đất vô phương trốn thoát. Cái chết vẫn luôn luôn đeo sát, dù người không muốn thác mặt tình. Thấy rằng trong đời của nhân sinh có ẩn sức vô hình chi phôi. Mang xác thịt không ai tránh nổi, sanh làm người đều phải như nhau. Trẻ rồi già rồi yếu rồi đau, rồi phải chết người nào cháy khỏi. Ấy sự thật không cần phải hỏi, ai cũng đều biết rồi như nhau. Hả không tìm phương pháp siêu cao, hầu sớm có tẩu đạo kiếp chết. Nghe lời Phật nở trần trả hết, nghiệp thế gian nhất thiết không gây. Tất nhiên đường sanh tử khỏi ngay, không duyên cớ đầu thai lại nữa.
lo tu gấp chớ nên lần lừa, đạo sớm thành nghiệp khổ sớm tan, cái chết không biết được thời gian. Đợi gần tổng linh sàng thì muộn, khi sắp chết trong lòng luôn cuốn, không dễ gì niệm tưởng Di Đà. Có nhiều người Phật chẳng nhớ ra, chết mây sảng hoặc là bất đắc. Như thế tất dứt đường tiên Phật, dù lai sanh cũng chắc vô duyên. Khó được nghe lời Phật Pháp truyền, kiếp luân chuyển nối liền không hờ. Việc ấy rất đáng làm lo sợ, hiện thời nên hối ngộ mau đi. Một lòng thành cầu đạo quý y, cho sớm được thoát ly mê khổ. Đời biến chuyển nay thành mai đổ, sự luân lưu kim cổ một tuồng. Kẻ thì vui còn kẻ thì buồn, buồn vui biến đổi luôn tâm trạng. Lật sự sách ra tra từ đoạn, thấy tuồng đời như làn sóng triều, bất luận là buổi sớm buổi chiều, cứ lên xuống nổi theo không dứt. Mưu sự sống cạnh tranh đắc thất, được thì vui còn mất thì buồn. Cứ thế mà tiếp diễn ra luôn, rồi phải chết phải buông tất cả. Kẻ nông phu hay người vương già, chung quy đều thế cả không hơn. Thế cho nên hầu hết chư nhân khuyên chớ có vị thân vị kỳ. Vì thân ấy có ngày phải quỷ, dù gian ngoan cũng chỉ luôn công. Chi bằng nên mở chí đại đồng, giúp nhân loại sống chung hạnh phúc. Không thù hận không mang ác đức, lại cũng không người đục khoét nhau. Cảnh vui tươi đâu cùng một màu, hồi đó có phải là cao thượng nhì. Nhân loại được thế là bình trị, đàn áp không khinh thị cũng không. Lúc sống cùng nhau chẳng ác lòng, khi thác tất là không bao oan. Hồn lẫn xác trong đường tươi sáng, Phật với người tất chẳng khác nhau. Có phải chăng là cảnh siêu cao, người nên để tâm vào việc ấy. Kể nghe kể khác gian dội lại, ôm lấy chi cứu đời, không phải chỉ nhất thời, mà lúc nào cũng cứu. Cứu đến lúc tàn hơi, lành thì khuyên nên tấn, dữ thì khuyên nên thôi. Người khổ tùy cứu khổ, người vui tùy cứu vui, hạng nào cũng tiện đồ, không hạng nào bỏ trôi.
ban chung chúng bác ai rải nơi nơi, gọi người lo đạo đức khuyên kẻ ráng tỉnh hồi. Chân lý không ngất tiếng, Phật pháp chẳng quên lời, cứu độ luôn không nghỉ, hoằng qua luôn không thôi. Ấy thật người phụng Phật, ấy thật kẻ yêu đời, gian nan không chán nản, trở ngại chẳng bồi hồi. Ai chê cũng không giận, ai khen cũng không vui, nghe chê cho chưa hiểu, nghe khen cho tường thôi. Tu không vì khen ngợi, tu không vì chê cười, tu hành vì giải thoát, cứu độ vì thương người. Muốn ai cũng hết khổ, muốn ai cũng được vui, ấy là tình chư Phật, ấy là phận cứu đời. Không quản cơn lao lý, chẳng phiền lúc tả tơi, an ninh cũng độ thế, lý loạn cũng cứu đời. Tu cứu toàn thiên hạ, đạo qua khắp mọi nơi, đáng độ không tiếc mạng, đáng nói không tiếc lời. Giúp người được giải thoát, giúp người hết nổi trôi, làm hạnh phúc nhân loại, làm lợi ích mọi người, tùy người đưa đến chung, tùy kẻ dắt tới nơi, trông xem giờ mà đánh, buồm xem gió mà khơi, lấy trí huệ độ thế, dùng phương tiện cứu đời, mục đích làm tỏ ngộ, chí nguyện làm an vui. Người theo tôn chỉ Phật, tâm hạnh ấy nên soi. Tuy nói rằng mạt pháp rốt đời, những lòng Phật thương người không giảm. Tâm đạo đức người càng u ám, sự cứu an Phật thánh càng tăng, tánh từ bi rộng lớn vô ngần, sức hóa độ chúng sanh không mỏi, đang kính thay tâm hồn thượng còi. Cao quý thay đường lối Phật gia, đối với ai cùng rất hải hà, lúc nào cũng sông pha cứu vớt, khiến người biết mở tâm chia sớt, khiến người sanh lòng biết thương nhau, như nước làm vạn vật tươi màu, như trời giúp hoàng cầu ấm áp, mi hết mê mũi nhờ ơn Phật pháp, khỏi lỗi lầm nhờ Đức Thế Tôn, được biết đường giải cứu xác hồn là nhờ có chân ngôn của Phật, không riêng chúng sanh nơi quả đất, cả chúng sanh ở khắp mười phương. Cũng là nhờ có Phật chỉ đường, mới được biết rõ phương giải thoát.
Những người được về nơi cực lạc, số đông như là cát sông Hằng. Đức Phật sâu biển khó lượng bằng, ân Phật lớn núi không đo kịp. Nghe lời Phật lo tu hiện kiếp, tất nhiên là ác nghiệp hết mang. Giải quyết xong đời sống thế gian, các đau khổ nghiệp oán đều dứt. Sống khỏi cảnh kẻ dành người giật, thoát khỏi lo nở chực oan chờ. Hoàn toàn ra khỏi kiếp trượt nhớ, luân hồi hết sợ lo quân quýt. Được thông thả không điều xiềng xích, được an vui chẳng chút khổ sầu. Cảnh ấy người đời khá tâm cầu, nên cương quyết làm sao đạt tới. Phật đi trước chỉ cho đường lối, mình làm theo tiếng gọi ắt nên. Tuy gốc gai khó nổi bước lên, nếu bền chỉ tất thiền qua được. Sự lao khổ phải mang chịu trước, việc an vui sẽ đáp lại sau. Cứ ngồi yên một chỗ ước ao, công việc chẳng thể nào thành tựu. Nếu người muốn Phật tiên đến cứu, ít nhất là phải có lòng thành. Đạo muốn siêu mà chẳng chịu hành, thì không thể nào thành đạo được. Nhớ lịch sử Thích Ca thuở trước, tất nhiên là giải được nghi nan. Thích Ca xưa chịu lâm khổ nạn, mới là được đắc thành Phật hòa. Các tiên thanh cũng như thế cả, có ai tu thông thả mà thành. Người khá xoay gương đó tu hành, chắc chắn được chứng minh đạo phẩm. Nên để trí sớm khuya suy gẫm, làm cho thân khỏi đắm chìm thêm. Cõi thế gian hết bị kẹp kèm, địa ngục cũng không làm xa đọa. Được trường mạng như là Phật cả, không còn mang tạm gia số căn. Bạn với chư Bồ Tát ngại hằng, được cụ túc lục thông như ý. Cảnh chân thật không điều dối mì, sự cùng chân mà lý cùng chân. Được thật tâm và cũng thật thân, khác hơn cõi hồng trần quyển hoặc. Ráng lập chí tu thân cho đắc, để khỏi mang phàm xác nặng nề. Được kim thân ở cõi liên quê, sanh tử khổ không hề trói buộc. Tu gấp kẹo tháng ngày qua hút, dịp qua rồi muốn gặp khó thay. Bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai, sự tu phải hành ngay mới kịp.
Chết trẻ cũng là qua một kiếp, chết già thì cũng hết một đời. Cái chết không hẹn tuổi hẹn người, chớ nên đợi ngày mới sẽ hối. Chuyện giờ trước còn không lượng nổi, huống chi là chuyện tới ngày mai. Biết bao người vừa mới sống đây, sau đó ít phút giây đã chết. Đời hơi thở sắp gần khi hết, mới lo tu thì việc trễ tràn. Nay khá tu chớ đợi thời gian, sớm đi tất nhiên đàn mau tới. Mộng tinh nữ thiện nam các giới, mau phát tâm phân khởi tu hành. Độ cho thân đạo quả đắc thành, cứu cha mẹ vãng sanh Phật quốc. Đồng thời cũng tế nhân độ vật, được siêu thăng hết kiếp luân hồi. Biển trần không còn bị nổi trôi, cảnh khổ của kiếp người cũng khỏi. Việc đạo lý khá nên học hỏi, sự tu hiền cần phải chăm nom. Giúp tâm hồn thoát cảnh tối ôm, khiến đời sống khỏi vòng tối lồi. Giải thoát lấy sự tu làm cội, tỏ ngộ do biết lối tu hành. Tu được lòng đầy đủ tinh thành, đạo sẽ đắc như mình ao ước. Lòng người muôn cố làm sẽ được, dù việc đời hay việc nhà tu. Có tâm thành có sức cần cù, chi sẻ toại đạo màu sẽ đắc. Nhìn kim cổ tất là biết chắc, thành bại do tâm lực mà ra. Cương quyết lên chớ có dần già, lo tu tịnh để qua khổ ách. Trên đường đạo có nhiều thử thách, người cần tăng nghị lực vượt qua. Nhớ niệm luôn sau chữ Di Đà, lầm cầu đạo đừng xa một phút. Lòng trong chớ để cho thêm đục, làm hiền đừng sanh chút nào hung. Màn vô minh ráng vẹt tận cùng, gốc dẫm tường cố khuân cho hết. Nhớ luyện tập dù rằng mỏi mệt, lo công phu dù việc khó khăn. Y kệ kinh tu niệm thường hằng, lấy giới luật để răn tánh hành. Thường tự xét trong lòng tà chánh, thường gán lừa ngôn hành tục tiên. Thấy sai lầm thì chẳng ngăn liền, thấy quấy phạm thì nghiêm hối lại. Lúc nào cũng lo trao sửa mãi, dự đến đâu cũng phải ra lành. Tu được lòng cương quyết lo hành, tất nhiên đạo được thành như nguyện. Mong ba tanh chí công tu luyện, để cho mau được hiển đạo màu.
thấy rõ đường cực lạc nơi đâu, hầu phương tiện chỉ cho nhân loại sớm khỏi cảnh ta bà khổ hài, được hoàn toàn tự tại an vui. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.